Theo các báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành điện tử cũng có nhiều bước tiến khi xu hướng dịch chuyển đầu tư và sản xuất tạo cơ hội cho Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư FDI, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip, gia tăng giá trị nội địa để đóng góp nhiều hơn vào chuỗi cung ứng. Tại triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2023 tổ chức tại Hà Nội vừa qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp điện tử gia tăng sản xuất, mở rộng thị trường và tiếp cận cơ hội kinh doanh quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, mang đến những cơ hội cho các doanh nghiệp cùng chia sẻ và giao lưu, học hỏi lẫn nhau để cùng hướng đến sự phát triển bền vững. Triển lãm đã thu hút gần 300 thương hiệu công nghệ và máy móc, thiết bị trong lĩnh vực điện tử của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Đức và Ấn Độ. Bên lề triển lãm này còn diễn ra các hoạt động như hội thảo công nghệ chuyên đề từ Ship Technology, trao giải thưởng cuộc thi hàn tay và sửa chữa điện tử IPC.